Dù chưa từng mua sản phẩm nào và cũng chẳng rõ lai lịch công ty ở đâu, nhưng nhiều người phụ nữ trung niên trên địa bàn thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam bỗng dưng được phát tận tay tấm thiệp mời đến một nhà hàng để dự bữa tiệc giao lưu với tên gọi tri ân khách hàng. Đầu tiên là quặng tặng cái bát. Đấy, tặng cái bát thì cái đấy là không lấy tiền. Cái thứ hai là cái giá bằng inox. Cái thứ ba là bằng cái đĩa. Thậm chí nhóm đối tượng còn tặng một số sản phẩm khác được quảng cáo có giá trị hơn như máy xay sinh tố, chảo rán cho một số người trong hội thảo với điều kiện phải đặt cọc từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Và đúng như danh nghĩa tiệc tri ân, ai nhận quà thì cũng đều được trả lại tiền. Nhưng theo cơ quan điều tra, thực chất đây là một màn kịch lừa đảo được các đối tượng giăng ra. Thả con săn sắt, bắt con cá rô chính là chiêu thức mà các đối tượng trong ổ nhóm lừa đảo này đã sử dụng để bán hàng. Khi ban đầu thì chỉ tặng những món hàng không có giá trị, và đến khi người dân tin tưởng bỏ hàng triệu đồng để đặt mua những sản phẩm kém chất lượng ở đây thì một số đối tượng thu tiền trong ổ nhóm đã cao chạy xa bay. Toàn bộ quá trình tổ chức hội thảo đã lọt vào tầm ngắm. Cho thời điểm nhóm người thu tiền tẩu thoát ra xe ô tô 16 chỗ chờ sẵn bên ngoài, cơ quan công an đã ập vào bắt giữ. Một chiếc nồi cơm điện được quảng cáo là có công dụng tách đường giảm béo này được các đối tượng niêm yết với mức giá 4,6 triệu đồng. Còn máy xay sinh tố có giá 3,1 triệu đồng. Nhưng theo hóa đơn nhập vào mà ổ nhóm này cung cấp thì mỗi sản phẩm chỉ có giá vài trăm ngàn đồng. Toàn bộ số hàng thu giữ đều là hàng trôi nổi, kém chất lượng, không rõ đơn vị sản xuất. Vậy mà theo tài liệu điều tra, chỉ trong một buổi chiều bán hàng, nhóm đối tượng đã thu hơn 800 triệu đồng của người tham gia hội thảo. Phương thức thủ đoạn của cái nhóm này nó có bàn bạc thống nhất với nhau rất là kỹ. Thế và lựa chọn đối tượng để chúng thực hiện hành vi lừa đảo, cũng đánh vào lòng tham của bà con, nghĩ rằng là cứ đến là được chúng giới thiệu sản phẩm và được tặng lại tiền và có sản phẩm, nên là cũng mong bà con hết sức cảnh giác đề phòng. Hiện tại cơ quan công an đã bắt tạm giam đối với 15 đối tượng liên quan. Hầu hết đều là những thanh niên trai tráng, có sức khỏe, tham gia vào ổ nhóm bán hàng để làm công việc nhẹ, lương cao.